Rồi, chào anh em nha. Hôm nay ép còn 7 lút anh em. Bởi quá nặng luôn. Bởi khủng hoảng luôn nha. Tiến hành xử lý con này thử thành công nha anh em. Bữa này như này thì xác suất thành công nó em tầm 50-50. Chứ không có thể nào mình nói là 100% được anh em. 50-50 thôi. Nó bị quá nặng. Sẽ cố gắng hết sức anh em.